صفه التيمم cách thức để lấy tiêm chúng ta định tâm bằng trái tim của mình يسمي, chúng ta đọc bismillah và chúng ta lấy hai bàn tay của mình đập mạnh vào những nơi có đất hay là cát một lần hoặc là những nơi đá và sau đó chúng ta lau lên mặt của mình và chúng ta lau hai bàn tay và chúng ta làm điều tương tự với bàn tay bên trái và chúng ta bước tới cuộc hành lễ của mình khi đã kết thúc tayammum. Khi nào chúng ta lấy tayammum? Đó là khi chúng ta không có nước hoặc là khi việc lấy nước mua thuốc bằng nước gây hại cho sức khỏe của chúng ta vì trời quá lạnh. Wallahu a'lam. Và Wallahu a'lam.